Chào các bạn học sinh lớp 7 thí điểm thân mến, chúng ta cùng nhau giải đề thi giữa kỳ 2 năm học 2020-2021. Bài đầu tiên là bài phát âm. Bài đầu tiên là bài phát âm này, long, boring, soft, comedy. Chúng ta sẽ chọn câu B này. Câu 2, stop the, faster, fasten the, work the. Chúng ta chọn câu C. Câu số 3, hat, gray, dead, bread. Chúng ta chọn câu B nhé. Câu số 4, many, classmate, gray, gravy. Chúng ta chọn câu A. Rồi xuống bài dưới này, tìm nhấn âm nhé. Traffic nhấn âm 1, dancer nhấn âm 1, cycling nhấn âm 1, balloon nhấn âm 2. Chúng ta phân là câu D. Câu số 2, central nhấn âm 1, gripping nhấn âm 1, complete nhấn âm 2, boring nhấn âm 1. Cho nên chúng ta phân là câu C. Câu số 3, tidy nhấn âm 1, compete nhấn âm 2, extend nhấn âm 2, mistake nhấn âm 2. Cho nên chúng ta khoan vào câu A là pumpkin nhấn âm 1, funny nhấn âm 1, water nhấn âm 1, along nhấn âm 2. Cho nên chúng ta khoan vào câu D. Chúng ta xuống bài dưới là cái bài liên quan đến ngữ pháp này. Rồi, mặc dù bộ phim rất là kịch tính, Tom ngủ từ đầu tới cuối, ở đây chúng ta phải chọn mặc dù. Ở đây có từ although là mặc dù, in spite of, despite cũng là mặc dù luôn. Nhưng in spite of và despite cộng một mệnh là một cụm danh từ, trong khi đây là mệnh đề thì chúng ta phải sợ although. Câu số 2, rất nhiều vũ công đến Rio de Janeiro để tham gia lễ hội Rio Carnival. Đây là tham gia nha, chúng ta chọn từ attend, tham gia. Chắc chắn là rất là đáng ngạc nhiên để mà xem đua voi. Ở đây sẽ là to be, to infinity, bởi sao tính từ này, be cộng tính từ cộng với to infinity. Minh Chu Chu đã từng làm gì đó trong quá khứ, các bạn tự động xái nguyên mẫu nhé. Public transport là phương tiện vận chuyển công cộng đấy. Public transport, tôi chưa bao giờ cảm thấy, ở đây là tôi cảm thấy, cho nên sẽ là tính từ ed. Câu số 7, chúng tôi tìm thấy cốt truyện của bộ phim rất nhàm chán, ở đây sẽ là boring. Nhớ cấu trúc này phải là động từ in nhé, tính từ in. Mọi người ở canal đây này, tham gia liên hoan phim này theo nhiều cách khác nhau, ở đây sẽ là in a very serious way. Rồi xuống bài dưới này, chú của tôi lái xe một cách bất cẩn cách đây vài năm, nhưng bây giờ ông ấy không. Bây giờ ở đây chúng ta bị sai từ gì? Chúng ta bị sai cái từ careless này. Bởi vì sao? Bởi vì đây là tính từ, mà cái từ này á, cái từ này là gì? Cái từ này là động từ thường. Động từ thường có một trạng từ, cho nên chúng ta phải chuyển nó thành trạng từ là carelessly. Câu số 2, các nhà phê bình tìm thấy màn trình diễn của anh ta ở vô thư cử thì đang thất vọng. Ở đây file cộng cái này, ở đây là thêm in chứ không phải là ed, tính từ in. Câu số 3, phim Titanic được làm đã tạo ra một cái sự ấn tượng đối với tôi, impression on chứ không có đi với up với for. Rồi Daniel Craig và cái con neon này là và cái người này, cả hai đều là những nam diễn viên tài năng. Ở đây cái từ talent này chúng ta thêm ed vào để tạo thành tính từ này. Trước danh từ là một tính từ đấy. Rồi chúng ta xuống bài dưới, đừng có gọi điện cho tôi lúc 7 giờ và 8 giờ, tôi sẽ tôi lúc đấy tôi đang ăn tối hả. Will have a lúc đó tôi sẽ đang sẽ ăn tối đó. Rồi câu này already là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành, cho nên ở đây sẽ là have or what it is. Rồi ngày nay có nhiều bộ phim nổi tiếng được làm ở Hollywood, đây là bị động cho nên sẽ là are make, bị động của hiện tại đơn. Tiếp theo, how long does it take. Xuống bài đọc nè. Rồi Rồi chúng ta cùng làm này. Chúng ta dịch này, giải thưởng Viện Hàn Lâm, được gọi là giải Oscar đấy. Một cách phổ biến thì được biết đến là giải Oscar, là giải thưởng điện ảnh nổi tiếng nhất trên thế giới. Chúng được tổ chức từ năm 1929. Chúng được gọi là Oscar theo tên của tượng vàng được trao cho những người chiến thắng. Tượng vàng Oscar
chính thức được gọi là giải thưởng của Viện Hàn Lâm. Nó cao 13 in, nó cao 1/3 và nửa in, và 8, nó nặng 8 và 1 và nửa pound. Tượng Oscar được thiết kế bởi cái ông này và điêu khắc bởi cái ông này. Nó là một hiệp sĩ đang cầm thanh kiếm của quân thập tự đứng ở trên cuộn phim. Giải Oscar đầu tiên được trao cho Elmin Jennings vào năm ngày 16 tháng 5 năm 1929. Rồi, cái này tổ chức đầu tiên năm nào? 1929 này. Tên theo cái gì? Theo tượng Oscar này. Ông này là ai? Là người mà thiết kế ra cái tượng Oscar. Ai đã nhận cái tượng Oscar đầu tiên? Đó là cái ông này. Rồi, chúng ta xuống bài dưới. Chufon. Ai là tài xế giỏi nhất? Người tài xế mà an toàn nhất trên đường phải không? Theo như khảo sát gần đây thì những tài xế mà không có kinh nghiệm và trẻ tuổi mới là những người hầu như là hay có tai nạn. Những tài xế mà già hơn thì thường rất cẩn thận. Những người đàn ông trẻ tuổi thì có những tai nạn tệ nhất, theo ghi chép là tệ nhất tất cả. Họ thường chọn những cái xe hơi mà đi nhanh với những động cơ nó to hơn. Một trong những cái điều mà sự thật và thú vị nhất trong cuộc khảo sát đó là những hành khách mà có ảnh hưởng, tài xế. Khi một người đàn ông hoặc là một cái tài xế nam trẻ tuổi chở bạn bè trên xe thì họ sẽ lái xe mà tệ nhất. Khi mà vợ của họ hoặc là bạn gái của họ ngồi trong xe, tuy nhiên khi mà vợ và bạn gái ngồi trong xe thì họ là xe tốt hơn. Nhưng sự thật này lại không giống như phụ nữ. Họ lái xe nguy hiểm hơn khi mà chồng hoặc là bạn trai ở trong xe. Tuy nhiên nếu mà những đứa con nhỏ của họ ngồi trong xe thì họ lái xe chậm hơn và an toàn hơn. Rồi, theo như khảo sát thì những người trẻ tuổi và không có những tài xế trẻ tuổi và không có kinh nghiệm là những người mà có tai nạn nhiều nhất, là đúng này. Nhưng đàn ông trẻ chọn những xe hơi nhanh, đúng. Những bậc phụ huynh ảnh hưởng lên xe tài xế, sai này. Khi mà một người đàn ông trẻ tuổi có vợ hoặc là bạn gái trong xe thì họ lái xe tệ nhất, sai này. Cái từ đây ở là ám chỉ cái gì này? Từ đây ở chỗ in nghiêng ở câu cuối ám chỉ những đứa trẻ nhỏ, đúng rồi. Đâu? Đây là phụ nữ, ok. Đây này. Rồi chúng ta xuống đây. Đặt câu hỏi cho từ gạch chân. Tôi yêu âm nhạc, vì thế tôi đi tới lễ hội âm nhạc hầu như là mỗi năm. Vậy là bạn thường đi tới lễ hội âm nhạc bao nhiêu? Có thường xuyên không? Hỏi mức độ thường xuyên. How much do you go to the music festival? Lễ hội Diwali được tổ chức vào thời gian này. Lễ hội Diwali tổ chức khi nào? Năm ngoái tôi đã đi cái lễ hội chọi châu với bố mẹ của tôi. Vậy là bạn đã đi lễ hội nào với bố mẹ năm ngoái, đúng không? Rồi, viết lại câu nghĩa không đổi. How far is it from Vinh to Hà Nội City? What is the distance between Vinh and Hà Nội City? I often walk to school when I was a student. I used to walk to school when I was a student. Mặc dù bạn họ rất là thấp, bạn họ vẫn thích chơi thể thao. Mặc dù being short này, being short chúng ta phải biến nó thành cụm danh từ. Mẹ của tôi là một tài xế cẩn thận. Mẹ của tôi lái xe một cách cẩn thận. Mama does the ride carefully. Ride carefully.